Mình xin chào tất cả các anh em. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2024. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình đang giao cho anh Tùng một bộ máy chẩn đoán lỗi mô tô xin táp phiên bản mới nhất V2.7.1, phát hành cập nhật ngày 22 tháng 8 năm 2024, được gọi là phiên bản mới nhất anh em nhé. Vâng, thì từ sáng đến giờ thì mình có hướng dẫn anh Tùng sử dụng máy chẩn đoán lỗi mô tô trên táp và đang thực hiện các cái chức năng như là các cái lỗi đọc lỗi khi có mã lỗi hoặc là xe bị lỗi khi không có mã lỗi, được gọi là lỗi khó. Thì đã hướng dẫn anh Tùng rất là cặn kẽ, thì căn bản anh Tùng cũng rất là nhanh và anh Tùng cũng rất là hiểu rồi. Thậm chí là những cái chức năng chỉ cần kiểm tra một lần thôi là anh Tùng cũng đã không cần phải kiểm tra hướng dẫn lại lần hai. Thì thật ra là máy mô tô trên táp thì anh em xem cái clip của mình thì anh em cũng đã biết rồi, mình hướng dẫn cho anh em là máy nó rất chi là dễ hiểu. Thì anh Tùng thì anh ở xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa anh em ạ, và cách nhà mình thì khoảng tầm 70 cây số anh em nhá. Vâng, mình thông báo cho anh em là những anh em nào đầu tư máy chẩn đoán lỗi và ủng hộ nhà phân phối mô tô xem táp Hoàng Hóa Xuân tại Thanh Hóa, thì hình thức giao hàng thì một là anh em không tới tại nhà mình lấy được thì mình có thể là giao máy tại nhà cho anh em được, hoặc là nếu như anh em có thời gian rảnh thì anh em có thể tới tại nhà mình và thực hành để lấy máy cũng được anh em ạ. Hoặc là những anh em ở xa miền Nam anh em không thể ra được thì mình có thể là, hoặc là mình không vào được thì mình có thể là gửi máy qua đường bưu điện cho anh em và anh em nhận hàng rồi kiểm tra với thanh toán. Và trong suốt cái quãng thời gian sử dụng máy thì anh em không hiểu cái gì thì anh em cứ gọi cho mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em trong suốt quãng thời gian anh em làm nghề. Cũng giống anh Tùng, anh trong cái quá trình làm việc mà anh hôm nay thì em có xuống đây thì em chuyển giao công nghệ và hướng dẫn anh sử dụng máy, thì cái nào mà anh nhớ được rồi thì anh không cần hỏi em nữa, còn cái nào mà anh không nhớ được thì trong cái quá trình làm việc thì anh sẽ gọi cho em thì em sẽ hỗ trợ cho anh. Vâng, chúc anh sức khỏe và thành công anh nhá. Xin cảm ơn anh Tùng có thể là vẫy tay chào anh em thợ sửa chữa xe máy trên toàn quốc ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh em.